Các giám mục châu Á mời gọi các Kitô hữu ăn chay cầu nguyện trong ngày 14 tháng 5, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ con người về ngày ăn chay cầu nguyện cho nhân loại thoát đại dịch. Đức Hồng Y Charles Maumbo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Á Châu, đã gửi lời kêu gọi đến tất cả các lãnh đạo Kitô giáo và các tín hữu hiệp nhất thực hành những điều được đề xướng. Đức Hồng Y Bo viết: "Chúng tôi khuyến khích tất cả các Kitô hữu châu Á hiệp nhất với toàn thế giới sống quảng đại, hy vọng và hiệu quả ngày ăn chay, cầu nguyện và thực hành bác ái 14 tháng 5, ngày cả thế giới cầu xin được giải thoát khỏi đại dịch." Đức Tổng Giám mục nhận định, đại dịch COVID-19 đúng là một trận bão hoàn hảo. Nó thách thức cách sống, làm việc và mừng lễ của chúng ta. Đây là thời gian thử thách cho tất cả mọi người, đặc biệt những người lao động nhập cư, thất nghiệp và các nhóm dân cư bị thiệt thòi. Nhiều người đặt câu hỏi, khi nào mọi sự sẽ trở lại bình thường? Câu trả lời là nó sẽ không kết thúc, không chỉ theo nghĩa mọi thứ sẽ không như trước nữa. Châu Á đã và đang trải qua nhiều xung đột, chiến tranh và khủng hoảng. Mọi cuộc khủng hoảng đã khiến chúng ta thay đổi. Lần này, tất cả các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng và đại dịch sẽ khiến thế giới của chúng ta thay đổi sâu sắc. Chính trị sẽ thay đổi, các quan hệ quốc tế sẽ khác. Chúng ta phải sống với hậu quả này trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Nó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn và hiểu cộng đồng. Nó sẽ thay đổi cách chúng ta kết nối, cách chúng ta đi du lịch, cách chúng ta xây dựng các mối tương quan. Nếu các chính phủ không ứng phó với thách đố, họ sẽ mất lòng tin của người dân. Đức Hồng Y nhấn mạnh, trong lúc này, chúng ta cần phải kiên nhẫn, tạo năng lượng và kiến thức. Đây là lúc để tổ chức lại cuộc sống và năng lượng của chúng ta một cách khôn ngoan. Đây là lúc để nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tài năng để chuẩn bị cho một thế giới mới. Trên hết, đây là thời gian để gạt bỏ hận thù và vũ khí, cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Đại dịch cho chúng ta thời gian để khích lệ nhau, một thời gian để bày tỏ tình liên đới với những người yếu đuối dễ bị tổn thương và một thời gian để cầu nguyện nhằm hiểu điều gì đang xảy ra trong thế giới chúng ta. Với tất cả những tâm tư trên, kết thúc lời kêu gọi, Đức Hồng Y viết, vì thế, đây là lý do thúc đẩy chúng ta hiệp nhất cầu nguyện vào ngày 14 tháng 5 tới đây.